Xin chào tất cả các bạn thân mến, bài học của chúng ta ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng tiếp tục với bài số 23, phép trừ có nhớ của số có 2 chữ số cho số có 2 chữ số. Và bài học ngày hôm nay, chúng mình cùng tiếp tục với bài hoạt động số 1, phần C và phần D, thực hiện hai phép tính. Phép tính C, 93 trừ 46 và phép tính D là 41 trừ 32. Ngay sau đây, chúng ta cùng vào bài và thực hiện hai phép tính này nhé. Đầu tiên, chúng ta có phép tính 93 trừ 46. Phép tính thứ hai, 41 trừ 32. Ngay sau đây, chúng ta cùng thực hiện hai phép tính này nhé. 3 không trừ được 6 ta mượn 1. 13 trừ 6 bằng 7, viết 7. Giảm 1 sang đây là 5. 9 trừ 5 bằng 4. Kết quả 393 trừ 46 bằng 47. Tiếp theo, chúng ta cùng tiếp tục với phép tính thứ hai. 41 trừ 32. 4 không trừ được 1 không trừ được 2 ta mượn 1. 12 trừ 11 trừ 2 còn 9, ta viết 9. 9 giảm 1 sang đây là 4. 4 trừ 4 bằng 0. 4 trừ 4 bằng 0. Vậy phép tính 41 trừ 32 ta được kết quả là 9 các bạn ạ. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa thực hiện xong phần còn lại, đó là phép tính C và D của hoạt động số 1. Các phép tính này chúng ta thực hiện tương tự như những phép tính khác chúng ta đã được học, đó là thực hiện trừ từ hàng đơn vị rồi tiếp theo đến hàng chục. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ đừng quên like video và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau.